Vâng, đây là một chú than truyền bộ tương đối là đẹp, bộ cũng là bộ nó cũng không phải bộ cau đâu, nhưng mà nó là cái bộ dạng như là cái kiểu to hơn cau một chút mà đuôi xòe đấy. Đấy, cái chim này thì nó thích hợp cho anh em nào mà chơi sau này chơi hót dàn cội đấy. Cái chân cũng tương đối cao. Đấy. Cái chú chim này thì Quang cũng gột cán cho anh em thành công rồi. Và chú chim này thì hiện tại vẫn đang buộc cánh. Đấy. Ăn cám ngon lành rồi. Đây là Quang, thực ra thì cái hàng này ấy, mà để mà quay clip ấy, thì nó rất là khó. Đấy, cho nên là Quang sẽ bắt tay ra cho các bạn xem bộ của con chim. Đấy. Con này bộ rất là tuyệt vời luôn, nếu mà để mà chơi chơi dàn chơi 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 cội. Con cầm sang bên trên quen đây cho mọi người xem cái bản đuôi khi nó xòe ra này. Con này thì được cái là cái lông của nó thì có thể nói là cũng tương đối là siêu mỏng. Đây các bạn nhìn lông đuôi này, màu dính này. Đấy. Cái mặt con chim này thì như một số anh em có nói rằng là không hiền cũng không dữ đấy. Đấy, mũi này, mũi thông này, mỏ mỏng này. Đấy, cái chú chim này thì nó rất là thích hợp. Rất là thích hợp để chúng ta gột lên để chơi sau này chơi dàn chơi cội này. Đấy. Cái hàng này thì mọi người nhìn thấy là chân này rất là cao, cầu rất là dài. Đấy. Đầu thì đầu này là đầu cũng có đầu xà này, mắt tròn này. Đấy. Mỏ thì con này thì phải nói là mỏng rồi, rất là mỏng. Buộc cánh và đang dụng vào thêm một cái lông cánh nữa rồi đây này. Đấy. Cái con chim này thì con thấy là cái bản đuôi rất là đẹp rồi, mọi người thấy không? Đấy. Cái chú chim này là cái chú chim bộ hót mà có cái bản đuôi rất là đẹp. Đấy. Thích hợp cho anh em nào mà chơi chòe thon hót múa mà mang đi dãi rượt rồi sau này thì chơi cái chú chim này được. Đấy. Bộ xòe rất đẹp. Đây. Xòe đây. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, cầm tay bình thường thôi nó xòe ra thôi. Đấy. Con cầm tay bình thường này thôi. Chả làm gì nó cả đấy. Cầm trong lòng bàn tay thôi, nhẹ nhàng thôi. Đấy. Cái quay sát vào đây cho mọi người thấy là cái lông đuôi rất là mỏng này. Rất là mỏng. Đấy. Cái chú chim này thì 700k nhé các bạn nhé. 700k. Đấy. Tương đối là dài dài xòe. Đấy, bộ tương đối nó gần được bộ cau. Đẹp lắm, con chú chim này thì các bạn chơi nuôi lên chơi thì ra bộ cực đẹp. Đấy, các bạn thấy này. Đấy. Sau này nó căng lửa lên là nó múa là nó xòe hết bản rồi như này này. Đấy. Một số những con Quang quay trước ấy là do nó không xòe mấy là do nó bị rụng lông đuôi nhé các bạn nhé. Nó bị thiếu rụng lông đuôi, đâu ra nhìn nó không được xòe mấy. Nhưng mà nó còn đủ lông đuôi này. Con này hình như cũng rụng một cái lông đuôi. À không còn đủ. Đây, những cái con mà nó còn đủ lông đuôi thì nó xòe ra rất đẹp thế này nhé. Cái chú chim này thì Quang nhắc lại một lần nữa là rất là thích hợp để cho anh em chơi. Sau này là chơi chòe thon hót múa dàn cội này. Đấy, những cái bộ con chim như này ấy, thì cái khả năng cái xù của nó là nó ít xù. Đấy. Thế những con chim mà mặt của nó mà nó dữ quá ấy, là nó hay xù. Đấy, những con chim mặt dữ là hay xù hót to đấy các. Đấy. Thế còn những chú chim này thì cái khả năng cái xù của nó thì nó rất ít này. Đấy. Vì nó là con chim bộ hót. Con chim chuẩn bộ hót. Tất nhiên thì bản năng của con chòe ấy, thì các bạn phải hiểu là con nào nó cũng xù, vấn đề là nó ít hay nhiều thôi, và chúng ta nuôi chúng ta căn chỉnh ở cái thời điểm nào nó không xù thì chúng ta mang đi dãi thôi.
nó chơi được đâu đúng đạt lửa của nó thì chúng ta mang đi giã thôi. Đấy. Chứ còn chúng ta mà nuôi mà nó chưa đạt được lửa, chúng ta mang đi là nó nhìn thấy chim khác là đương nhiên là nó có một tí lửa là nó xù thôi, đấy là cái bản năng tự nhiên của nó. Nhưng mà anh em 100 mà chim nó đạt lửa, nó đạt lửa đến cái mức độ mà ở nhà chúng ta treo ra bắt đầu là nó hót múa, nó ra giọng đầu, nó cứ chẹp 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 ấy. Đấy, thì lúc đó thì anh em mang đi treo xa nó ra thôi, thì nó quen dần với cả cái hót múa, dần anh em đưa gần nó vào. Đấy, thì những cái chú chim như thế này thì Quang phân tích cho mọi người rằng là những cái chú chim như này này thì là chơi lựa chọn để sau này chơi ra giàn ra cội được này. Đấy, thì là bộ của nó thì nó không to không bé, mà cái mặt của nó thì như nhiều anh em chơi thì có hay bảo là không không lành cũng không giữ đấy, không hiền cũng không giữ đấy. Đấy. Đây, cái bộ con chim này nhá mọi người nhá. Đấy. Con này thì Quang bán cho anh em là 700k nhé. Ăn cám ngon lành rồi. Cái con này lông đuôi mỏng lắm. Lông nó mỏng, mỏng mỏng lắm. Đấy. Khách mua cám chim của Quang thì thực sự anh em nào mà có thời gian rảnh rỗi mà chăm được tốt ấy, thì lấy con này về chăm. Để sau này nuôi lên nó hay là quảng cáo lại cái cám chim cho Quang. Cái chú chim này thì Quang nghĩ là chơi giàn cội được. Lông rất là mỏng.